29. Phẩm thí bình đẳng, bấy giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp đạt được tướng vi diệu? Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, cũng như người được Thế Tôn biến hóa ra, không hành tham dục, sân đế, ngu si, không hành sắc uẩn cho đến thức uẩn, cho đến không hành trí nhất thiết trí, không hành nội pháp, không hành ngoại pháp, không hành tùy miên, không các triền cái, không hành các pháp hữu lậu vô lậu, không hành các pháp thế gian xuất thế gian, không hành các pháp hữu vi vô vi, không hành thánh đạo và quả thánh đạo. Các Đại Bồ Tát hành bát nhã bà la mật đa sâu xa cũng là như vậy, đối với tất cả pháp đều vô sở hành. Đại Bồ Tát này thì tất cả pháp đạt tướng vi diệu, là đối với pháp tánh không bị phân biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào người được Như Lai biến hóa ra tu được thánh đạo? Phật dạy, này thiện hiện, người được biến hóa kia nương tu thánh đạo, không nhiễm không tịnh, cũng không luân hồi trong năm đường sanh tử, cũng không chứng đắc niết bàn của tam thừa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát khi hành bát nhã bà la mật đa sâu xa thông suốt các pháp đều không thật sự? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào người được chư Phật Thế Tôn biến hóa ra, vì có thật sự, nương thật sự kia có nhiễm có tịnh, do đây nên luân hồi sanh tử trong năm đường và chứng được niết bàn của tam thừa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có. Người được Thế Tôn biến hóa ra không có chút thật sự, chẳng nương thật sự kia có nhiễm có tịnh, cũng không luân hồi sanh tử trong năm đường, cũng không chứng được niết bàn của tam thừa. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp thông suốt thật tướng cũng lại như vậy, thông suốt các pháp đều không thật sự, tánh tướng đều không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải vì tất cả sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến pháp hữu vi vô vi, đều giống việc biến hóa kia không? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, sắc vân vân năm uẩn, nói rộng cho đến hữu vi vô vi, tất cả đều giống việc đã biến hóa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều giống việc biến hóa thì những gì được biến hóa ra đều không thật, sắc thọ tưởng hành thức cho đến hữu vi vô vi cũng không thật, do đây nên không tạp nhiễm, không thanh tịnh, cũng không luân hồi sanh tử trong năm đường, cũng không theo nghĩa ấy để được giải thoát. Như vậy các Đại Bồ Tát làm sao đối với các hữu tình có trì giới thanh tịnh? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào khi các Đại Bồ Tát còn hành đạo Bồ Tát, có thấy hữu tình có thể thoát khỏi đường địa ngục báng sanh quỷ giới, cõi trời người không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thấy. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, khi các Đại Bồ Tát còn hành đạo Bồ Tát, không thấy có hữu tình thoát khỏi năm đường và ba cõi ấy. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát hiểu biết thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào hiểu biết thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có? Vì việc gì mà tu hành bố thí cho đến bát nhã bà la mật đa, nói rộng cho đến vì việc gì mà thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật? Phật dạy, này thiện hiện, các hữu tình nào tự mình có thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có, thì các Đại Bồ Tát không cần trải qua vô số đại kiếp vì các hữu tình mà hành đạo Bồ Tát. Do vì các hữu tình đối với tất cả pháp không hiểu nó là như huyễn hóa, là chẳng thật có, vì vậy nên chúng Đại Bồ Tát phải trải qua vô số kiếp vì các hữu tình mà hành đạo Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nào đối với tất cả pháp không thể thông suốt là không thể thật có, thì trải qua vô số kiếp vì các hữu tình mà tu hành bố thí, cho đến bát nhã bà la mật đa, nói rộng cho đến thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do chúng Đại Bồ Tát như thật thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có, nên vô số kiếp vì các hữu tình mà tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Bấy giờ thiện hiện thưa,
Bạch Thế Tôn nếu tất cả pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như bóng, như ảnh trong gương, như quáng nắng, như việc biến hóa, như thành tấm gương, thì sự biến hóa ra các hữu tình trụ ở nơi nào? Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dùng phương tiện thiện xảo nào để cứu vớt làm cho họ thoát khỏi? Phật dạy: Này thiện hiện, sự biến hóa ra các hữu tình trụ ở danh tướng hư dối phần biệt, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dùng phương tiện thiện xảo từ danh tướng hư dối phần biệt kia cứu vớt cho họ giải thoát. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, danh là thế nào, tướng là thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, danh là chỉ khách, chỉ là nghĩa giả lập nêu bày hiển thị. Nghĩa ở đây là tên chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức, tên nhãn xứ cho đến ý xứ, tên sắc xứ cho đến pháp xứ, tên nhãn giới cho đến ý giới, tên sắc giới cho đến pháp giới, tên nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tên nam nữ, tên đại tiểu, tên địa ngục cho đến trời người, tên hữu lậu, tên vô lậu, tên thế gian, tên xuất thế gian, tên hữu vi, tên vô vi, tên quả dự lưu nói rộng cho đến tên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tên phàm phu, tên thanh văn, tên độc giác, tên bồ tát, tên như lai. Này thiện hiện, tất cả tên như vậy là tiêu biểu cho các nghĩa chỉ là giả lập, nên tất cả tên đều chẳng thật có. Các pháp hữu vi cũng chỉ có danh, do vô vi này cũng chẳng thật có, kẻ phàm phu ngu muội vọng chấp là có. Còn các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa với tâm bi nguyện dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa làm cho họ xa lìa, dạy như vậy: danh là vọng tưởng phân biệt mà sanh ra, cũng là do nhiều nhân duyên hòa hợp giả lập. Các người ở nơi ấy không nên chấp trước danh không thật sự, tự tánh đều không, chẳng có người trí nào mà chấp lấy pháp không ấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa dùng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà nói pháp vứt bỏ danh tự, đây gọi là danh, tướng là như thế nào? Thiện hiện nên biết tướng có hai thứ, do kẻ phàm phu chấp trước nên nói có hai tướng đó là gì? Một là sắc tướng, hai là vô tướng. Sắc tướng là thế nào? Nghĩa là các sắc hoặc thô hoặc tế, hoặc liệt hoặc thắng, tất cả như vậy tự tánh đều không. Kẻ phàm phu do phân biệt chấp trước cho đó là sắc nên gọi là sắc tướng. Còn vô sắc tướng là trong tất cả pháp vô sắc, vì kẻ phàm phu phân biệt chấp có tướng nên sanh ra các phiền não gọi là vô sắc tướng. Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình giúp họ đoạn trừ hai tướng ấy, lại dạy họ an trụ trong giới vô tướng. Tuy dạy họ an trụ trong giới vô tướng nhưng không làm họ rơi vào chấp nhị biên, cho rằng đây là tướng, đây là vô tướng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình xa lìa các tướng, trụ giới vô tướng nhưng không còn chấp trước. Bấy giờ thiện hiện, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng đều là giả lập, thì các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa làm sao đối với các thiện pháp tự mình được tăng trưởng, cũng làm cho người khác đối với thiện pháp được tăng trưởng? Do tự mình đối với thiện pháp tuần tự tăng trưởng nên có thể làm cho các địa tuần tự được viên mãn, cũng có thể an lập các loài hữu tình, làm cho họ tùy theo chỗ nên an trụ vào quả tam thừa. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu trong các pháp có chút sự thật, chẳng phải chỉ giả lập có danh tướng ấy, thì các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đối với thiện pháp tự mình không được tăng trưởng, cũng không làm cho người khác đối với thiện pháp được tăng trưởng. Do vì trong các pháp không có chút sự thật, chỉ có giả lập các danh tướng, vì vậy nên đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đối với các thiện pháp tự mình được tăng trưởng, cũng có thể làm cho người khác đối với thiện pháp được tăng trưởng. Nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa. Nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không. Nên đem vô tướng làm phương tiện
để viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn đại Bồ Tát điện, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma điện, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn trí nhất thiết trí, nên đem vô tướng làm phương tiện để viên mãn thành tục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Như vậy này thiện hiện, do tất cả pháp không có mảy may thật sự, chỉ có giả lập các danh tướng, nên các đại Bồ Tát đối với các pháp ấy không sanh điên đảo chấp trước, nên đem vô tướng làm phương tiện đối với các thiện pháp tự mình tăng trưởng, rồi cũng làm cho người khác đối với thiện pháp được tăng trưởng. Lại nữa này thiện hiện, nếu trong các pháp có tướng thật pháp bằng đầu sợi lông, thì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không thể giác tri vô tướng vô niệm, cũng vô tác ý vô lậu tánh, mới chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, an lập hữu tình nơi pháp vô lậu. Vì các pháp vô lậu đều là pháp không tướng, không niệm, không tác ý. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo, an lập hữu tình và pháp vô lậu mới gọi là làm lợi ích hữu tình một cách chân thật. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp chân thật đều vô lậu, vô tướng, vô niệm, vô tác ý, thì do duyên gì Thế Tôn ở trong các kinh thường dạy như vậy? Đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp thanh văn, đây là pháp độc giác, đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp Như Lai, Phật dạy. Này thiện hiện, ý ông thế nào? Các pháp hữu lậu cùng với các pháp tánh vô tướng vô lậu có khác nhau không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, không khác. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Các pháp thanh văn cùng với pháp tánh vô tướng vô lậu có khác nhau không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, không khác. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Các pháp hữu lậu không thể là pháp tánh vô tướng vô niệm, cũng không là vô tác ý vô lậu hay sao? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, có quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không thể là pháp tánh vô tướng vô niệm, cũng không là vô tác ý vô lậu hay sao? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, do đây nên biết các pháp đều là pháp tánh vô tướng vô niệm, cũng vô tác ý vô lậu. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi học tất cả pháp tánh vô tướng vô niệm, vô tác ý vô lậu thì thường được tăng trưởng các thiện pháp, đó là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tất cả Phật pháp như vậy đều là do tu học pháp tánh vô tướng vô niệm vô tác ý vô lậu mà được tăng trưởng. Vì sao? Vì trừ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, các đại Bồ Tát không còn pháp yếu nào phải học. Vì sao? Vì ba pháp môn giải thoát tóm thâu tất cả pháp thiện vi diệu. Vì sao pháp môn giải thoát không quán tất cả pháp tự tướng đều không? Pháp môn giải thoát vô tướng quán tất cả pháp xa lìa các tướng. Pháp môn giải thoát vô nguyện quán tất cả pháp xa lìa sở nguyện. Các đại Bồ Tát nương vào ba môn này có thể tóm thâu tất cả thiện pháp thủ thắng, nhưng nếu xa lìa ba môn này thì sự tu học thiện pháp thủ thắng đều không sanh trưởng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể học được ba pháp môn giải thoát như vậy thì có thể học được năm uẩn,
cũng có thể học 12 xứ, cũng có thể học 18 giới, cũng có thể học 4 thánh đế, cũng có thể học 12 duyên khởi, cũng có thể học pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể học thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cũng có thể học vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát? Khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể học năm uẩn. Phật dạy: Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể như thật biết sắc cho đến thức, hoặc tướng, hoặc sự sanh diệt, hoặc chân như. Đây gọi là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể học năm uẩn. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của sắc? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về sắc, hoàn toàn có lỗ trống, hoàn toàn có khoảng cách, như bọt nước tánh không bền chắc. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của sắc. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của sắc? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về sắc, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của sắc. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của sắc? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết chân như của sắc, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của sắc. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thọ? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về thọ, hoàn toàn như ung nhọt, như tên bắn, chóng khỏi chóng diệt, giống như bọt nước, hư dối, trầm trụ, phát sanh do ba sự hòa hợp. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thọ. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thọ? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về thọ, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến, không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thọ. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thọ? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết chân như của thọ, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thọ. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của tưởng? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về tưởng, hoàn toàn như là bóng nắng dưới nước, không thật có, do nhân duyên khát ái vọng tưởng này nói lời giả dối. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của tưởng? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về tưởng, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của tưởng? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết chân như của tưởng, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của hành? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về hành, như cây chuối lột bỏ từng bẹ, không thật có. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về tướng của hành. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của hành? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết về hành, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của hành. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của hành? Nghĩa là đại Bồ Tát như thật biết chân như của hành, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là đại Bồ Tát như thật biết về chân như của hành.
Này Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về thức, giống như việc huyễn hóa do nhiều duyên hòa hợp giả lập mà có. Thật nhưng chẳng